kính chào các quý thầy cô cùng tất cả mọi người. Nhóm em là nhóm 20 TDH đến từ trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Sau đây em xin giới thiệu về đề tài của chúng em. Đề tài của chúng em là mô hình Fallacia. Và sau đây là cách vận hành của máy. Thì phôi sau khi được đưa vào máy sẽ chạm phải công tắc hành trình. Công tắc hành trình nó sẽ gửi tín hiệu đồng bộ đến PLC. Sau đó PLC sẽ gửi xung đến trục cắt để thực hiện quá trình đồng bộ. Trong khi đó thì PLC cũng sẽ từ thông số của phôi mà tính toán đã được vị trí cắt và vị trí đồng bộ. Sau khi trục cắt và phôi được đồng bộ tốc độ với nhau khi thực hiện quá trình cắt, thì quá trình cắt sẽ được diễn ra tại vị trí cắt mà PLC đã tính ra. Thì trong quá trình cắt sẽ gồm hai quá trình. Xi lanh đầu tiên sẽ giữ phôi và xi lanh thứ hai sẽ cắt phôi. Sau khi quá trình cắt xong thì trục cắt sẽ quay lại về vị trí home và tiến hành cắt phôi tiếp theo.